Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 7 chương trình mới. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Number 2. Read the text and do the exercise. Nghĩa là chúng ta hãy đọc cái đoạn văn và làm cái bài tập bên dưới. People first used the word volunteer in 1789, but in English there were at least 500 volunteer hospitals long before that. The YMCA in London became the first volunteering organization in 1844. It provided help to needy people and held classes to help people develop skills. The Red Cross became the first international charity organization in 1863. Volunteer work is becoming more and more popular in the world. For example, in the USA, about one-fifth of the population does volunteer work. In Europe, thousands of volunteer programs are run in different countries. Everyone can do volunteer work to help their community. Volunteer activities include donating food and clothes, joining cleanup projects, tutoring children, protecting wild animals. Volunteer work not for money but to help people in need and to connect with others. Người ta sử dụng từ tình nguyện viên lần đầu tiên vào năm 1795, và nhưng mà ở Anh thì đã có ít nhất là 500 bệnh viện tình nguyện đã có trước đó rất là lâu. Và YMCA là ở London và trở thành cái tổ chức tình nguyện đầu tiên vào năm 1844, và nó đã giúp đỡ những cái người nghèo khó và tổ chức các lớp học để mọi người phát triển kỹ năng. Và Hội Chữ Thập Đỏ đã trở thành tổ chức từ thiện quốc tế đầu tiên vào năm 1863. Và công việc tình nguyện thì ngày càng trở nên phổ biến ở trên thế giới. Ví dụ là ở Mỹ thì có khoảng 1/5 dân số nào làm công việc tình nguyện. Và ở châu Âu thì hàng nghìn chương trình tình nguyện được thực hiện ở các quốc gia khác nhau. Và mọi người thì đều có thể làm công việc tình nguyện để giúp đỡ cộng đồng của họ. Và các hoạt động tình nguyện thì bao gồm quyên góp thực phẩm và quần áo, tham gia các dự án dọn dẹp vệ sinh, dạy kèm cho trẻ em và bảo vệ động vật hoang dã. Và cái công việc tình nguyện thì nó không vì tiền, nhưng mà nó giúp cho mọi người khi mà họ cần, và kết nối những người đó với nhau. A. Match each word or phrase highlighted in the text with its meaning. Nghĩa là chúng ta hãy ghép từng từ hoặc là cụm từ được đánh dấu trong văn bản với nghĩa của nó. And number one, chúng ta có từ đầu tiên là needy people, có nghĩa là người túng thiếu hoặc là người nghèo. Vậy thì chúng ta sẽ match với C, đó là people who need help, hoặc là poor people, tức là những cái người mà họ cần cái sự giúp đỡ, nào là người nghèo. And number two, charity organization, có nghĩa là tổ chức từ thiện. Nào, và chúng ta sẽ match với B, an organization for helping people in need, nghĩa là một cái tổ chức nào giúp đỡ những cái người mà họ gặp khó khăn. And number three, popular, nghĩa là phổ biến. Và chúng ta sẽ match với E, liked or enjoyed by a large number of people, nghĩa là được nhiều người thích nào hoặc là thích thú. And number four, community, nghĩa là cộng đồng. Chúng ta sẽ match với D, a group of people living in a place, nghĩa là một nhóm người mà họ sống ở một nơi. And number five, connect, nghĩa là kết nối. Chúng ta sẽ match với
A. To link John things or people together. Nghĩa là liên kết, kết nối mọi thứ hoặc là mọi người với nhau.